Cho bác ngay hôm nay, Zero còn nguyên chiều, bớt bị mất tâm điện, bớt mất thêm một chút bác xương nữa. Sau cái bác xương này có lẽ là khó lướt tay chặt này không, vẫn lướt được thêm ba nhịp nữa. Qua võ là quá trí, lượt chạy ra, ôi quá ngại có chừng chi rồi, quá ngại có chừng chi. Chiêu sư đại nhân, vì thích ăn rồi mà qua vẫn thấy như mình chiêu cuối. Qua có rất nhiều sát thương từ con xe ra, giao tranh nổ ra, nhưng Sài Gòn vẫn đang đang thua, họ mất thứ hai người. Qua yếu máu, qua đang chạy, qua nốt và qua ngại, qua vừa nốt vừa chạy, vinh quay trở lại qua ngại ơi quá đẹp. Khi đó thì với bên phía của đội tuyển Wasta lúc này họ mất đi hai đường, nó bị thiệt quá về mặt di chuyển. Nhưng đây sẽ là pha băng ra từ Hàn. Hàn tốc biến ra tìm thấy được Phoenix. Phoenix vẫn còn tốc biến. Qua vẫn chống chịu được rất lâu. Một tình huống đánh mà Qua vẫn đang chống chịu. Qua bật lên Hàn còn sinh mệnh bật lên luôn. Qua vẫn đang chống chịu. Qua bật lên cho mình ra bỏ vậy. Qua nhiều đồ quá. Qua có điểm. Qua lao vào vô địch.